Hi, xin chào cả nhà, chào buổi chiều. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở trên con đường 14 tháng 9, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Thì theo một số yêu cầu của các vị khán giả xem trên kênh thì kêu quay lại cái khu đô thị mới Minh Linh, thành phố Vĩnh Long cho một số vị khán giả xem. Thì sẵn ở đây, mời đại gia đình và một số vị khán giả yêu cầu cùng song hành với gia đình nhỏ tụi em một đoạn clip ngắn nha. Giờ mình đi thôi nào. Đây, hướng đi thẳng á là mình đi lên cầu Hiền Đức qua bên phường 1 á đại gia đình, còn ngược lại là mình đi về ngã tư bến phà Đình Khao ha. Giờ khu Minh Linh là nằm bên mé tay trái em á, lâu rồi cũng không có đi trong đây, không biết trong đây bà con có xây biệt thự gì thêm không, xây cất gì thêm không. Giờ mình đi thôi nào. À đây, phía trước này cái con đường này cũng mới làm xong cách đây cũng không lâu ha. Có để cái bia đá phía trước là khu đô thị mới Minh Linh, tỉnh Vĩnh Long. Rồi quay đi. Bên đây thì thấy những cái chùa gì loại mặt tiền nghe hết trơn rồi nè. Miếu bà, đây là miếu bà. Miếu bà hả? Ừ, miếu bà Quan Âm. Bà Quan Âm à. Quan Âm Thánh Tử. Xin dầu đây thì những cái quán cà phê mọc lên ha. Ừ. Con đường này mới mở ra luôn á. Đó là cái đây cũng không lâu lắm đâu. Phía trước dài dài đây còn bãi đất trống nè. Bây giờ mình chưa thấy người ta để bảng bán đất. Đó giờ mấy cái chùa loại mặt tiền hết trơn đó. Ừ. Chùa Phước Hưng. Yeah. Ở bên đây bây giờ chùa Siêu Lý là cũng đang làm mặt cái tiền bên đây luôn ha. Đúng rồi. Hồi trước á là chùa Siêu Lý là phải đi lọt trong cái hẻm vô cái mặt tiền cửa bên kia. Bây giờ mở đường này ra rồi chùa Siêu Lý đợi cái mặt tiền ở đây luôn. Giờ cũng mới xây cất lại. Quá đó đẹp. Hình như cũng có một vị khán giả yêu cầu mình quay chùa Siêu Lý nhưng mà đang sửa chữa. Ừ. Cho nên chùa không có cho phép mình quay. Nhờ để tới được gầm ha, có việc mình sẽ lên đây quay chùa này cho mọi người với vị khán giả nào yêu cầu xem luôn. Ừ. Phía trước này có một cái bùng binh. Bùng binh này còn sơ sát quá à. Nói chung là khu đô thị thì cũng còn đang trong giai đoạn nâng cấp đồ lên nữa, đây vậy nè, xây cất đồ lên ha. Đất trống này còn rất là nhiều. Ai có muốn sở hữu thì cứ đến đây. Em không làm cò. Ừ, em không làm cò, em chỉ giới thiệu Vĩnh Long thôi. Những chỗ nào mình biết mình chia sẻ thôi. Đây có nhà, thấy là nhà xưa. Cổ đúng rồi, nhà xưa. Nền nhà nè, những cái nền nhà mà để sau này nếu mà có người vô mua hay là xây cất gì đó, giờ là người ta còn trống ha. Ừ. Quyền cái lô này giờ trống rất là nhiều luôn. Em một chút đi. Bên đây. Ở đây là nó trống rất nhiều. Ờ. Không có hàng quán, nhiều hàng quán để chạy chậm. Đúng rồi. Bên đây thì cũng còn cũng trống luôn. Ừ. Một số nhà người dân thì nằm ở bên trong. Đô thị hết á, câu lạc bộ chim cảnh Khánh Nguyên là xa xa ở trong kìa, mà nằm thuộc chứ trong á, nó không có được ra mặt tiền này. Đúng rồi, tiền này đất đây người ta kinh doanh. Ừ. Đây người ta nuôi bò thả lông khá nhiều á, không có đỏ cho nó ăn. Đây thì không có quét xá nhiều ha. Ừ, khu này còn đất trống rất là nhiều. Chống nên là tụi em chạy lại chút xíu. Ok. Buổi chiều người ta cũng thường hay đến đây là phải dột á, là xe đạp rồi nè. Rồi chiều chiều nữa thì có một số người ta đi bộ. À, chơi đá bóng rồi trong mấy cái sân cỏ nữa. À. Nhưng mà chiều thì đổ nắng ở đây rất là nhiều, nắng nắng nữa. Ồ, phía trước này có một cái căn nhà mới xây đẹp quá. Với cái tông màu trắng ha. Ừ. Như một cái biệt thự villa như thế này. Tôi mát lắm nè. Ừ, đúng rồi đó béo. Đó, dài đây là những cái sân bòn đó. Bóng chuyền. Bóng chuyền đó. Bòn thì bòn thì đất bòn. Con bòi đen hôi nhìn giống trâu á. Vậy hả? Vậy hả? Rồi cái sừng đó thì nó nhát. Đó là bò đúng không? Đúng rồi, đó là con bò.
không qua được cả. Ai biết là không có sừng, cũng bò nào cũng có sừng hả anh? Đúng rồi, con bò nào cũng có sừng nha. Nhưng mà quan trọng với chứ bộ phận ấy đúng không? Sinh dục á. Bên đây là cái công ty gì nè, cũng dài quá. Cái này là công ty cửa hàng phân bón Quốc Quân. Chưa xong mà nó còn bích bụng mà. Đâu có, cái mặt này nó nằm lên nước kia. Phía trước này có cái con hẻm nè. Con hẻm này mình có thể đi ra cầu kè Vĩnh Long được ha. Phường 8 tháng 3. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay mình không đi cầu kè. Mình sẽ đi Vĩnh Linh. Lâu lắm rồi mình chưa đi Vĩnh Linh luôn á. Lâu rồi đó ha. Nhưng mà tốc độ phát triển khu đô thị này nó chậm. Nó chậm á. Thì giờ đây còn cây cối âm tùm quá nè. Bên đây có một số căn hộ đã hoàn thiện rồi nè. Hồi trước thì chưa có xong ha. Nhìn cái kết cấu giống như là khu Vincom ở trên đỉnh nè. Khá là sang á. Đó là khu đô thị mà. Hồi có hội chợ đó, tối nào cũng chiếu đèn á. Ở đây có cái vàng bông giấy đẹp quá. Đứng số mão là bá cháy. Phía trước này ngay đây là có một cái ngã tư hay cái năm gì đó cũng khá là lớn á. Tôi hoành xuống đây đi. Ở đây là nhà cửa được cái đầu khá là nhiều rồi. Tại vì cái khu này là người ta cất nhà trước cũng nhiều. Nhà cao quá phải coi góc rộng mới đã. Coi góc rộng chưa? Góc rộng rồi nè. Đó, trước này toàn là nhà của dữ luôn ha. Đúng rồi. Đây là nhà người ta tự cất á chứ không phải là của ấy, người ta phân lô người ta bán lại. Phân lô là nó y chang à. Đúng rồi. Căng. Đúng rồi, nó có một kiểu không à. Nó có bị bát qua nhiều. Còn cái này là người ta thích cất ở nhà nóc Thái, nóc gì đó. Nhà châu Âu rồi nhà gì á thì cấp 4 người ta cất. À. À. Giờ đi nhà cửa rất là nhiều, quán xá gì hết. Rồi khu trong này thấy nó bình đạt, bình yên quá. À Tết thì ở đây nó sẽ trồng bông đó cả nhà. Đúng thì rồi. Trồng rất là nhiều luôn. Đây cũng là nói chung một cái làng hoa nhỏ trong đây. Nhưng mà lúc em biết tới thì bông nó là chuyển đi rồi nên là không có kịp quay ha. Đúng rồi. Cho bé là trước ngoài không? Được rồi. Rồi với mẹ được rồi hả? Ừ. Đây nhà sang khác ha, nhìn vậy đó mới ấm cúng. Yeah. Rồi lên đây ngồi cha đi nè. Dạ, ngồi đi. Vậy nó ấm cúng hơn. Ừ. Chia nhà khúc thôi là khó ở quá. Đi. Tái hút quần mẹ luôn chặt. Gì vậy? Gì ớt vậy? Lọt cái tấm máy rồi. Tấm biển rồi. Mấy anh kìa đi, mấy anh kìa. Đường này mình đi hẳn á, mình sẽ ra đường 8 tháng 3 đó. Đây nhà thấp rồi, cho góc của hẹp vô. Ờ, vô, hẹp vô. Phía trước này có cái dòng xây với cái hộp xoài á, trời đó. Xây nó làm nó tròn như người ta, không có tròn trịa như người ta. Nó làm như cái hồng xoài á. Dùng xây trái xoài đây ạ. Dùng xây cái này góc rộng mới thấy được trái xoài thì không kẹp rồi. Ừ. Bên lên này có rất nhiều đường, có dẫn đường bên lên. Đường 8 tháng 3 vô cũng được nè. Rồi đường 14 tháng 9. 14 tháng 9 và đường kho gạo vô cũng được. Rồi đường quốc lộ 57. Đó, ừ. nhiều đường vô lắm. Đường công an phải không? Đường công an vô đúng rồi, đúng rồi. Nói quốc lộ 57 mà người không biết hình dung chỗ nào. Nói công an là biết liền vậy. Nhiều chắc. Vậy hả? 57 ta biết nhiều hơn công an. Vậy hả? Tôi mình chỉ biết công an thôi. Quay lại chứ. Quay lại thôi. Phía trước là đường 8 tháng 3 đó lại vô đường. Quay lại nha. Vòng vòng trong khu Vinh Linh thôi. À nó chuẩn bị xây phố thương mại của gia trong đây nè. Wow. Nhưng mà dự án đắp chiếu rất là lâu rồi. Vậy hả? Em thấy lâu lắm rồi. À. Nhà nhiều hơn quán xá. Đúng rồi. Phía trước này nhớ có quán cà phê nè. À. Tại nó nằm dưới đường 8 tháng 3 ngoài á. Cà phê Hảo. Kem, sinh tố, nước ép, nước giải khát, nước ngọt gì đó uống hết trơn ha. Không? Giờ quẹo đâu? Quẹo đâu, ai biết quẹo đâu? Đây đi. Rồi, chưa đi đường này, vô đường này luôn. Ồ, con nhà này nhiều màu quá hen. Ừ. Con nhà nhiều màu quá à. Quẹo đây đi. Ừ. Ôi.
nhà xanh cây xanh đã quá. Đã chưa? Một cái villa biệt thự luôn. Nguyên cái thảm thực vật luôn nè. Ơi, những cái cây đó nó bò xung quanh nhà luôn á. Đúng rồi. Mát quá ha. Xanh rất ghê. Là thổ kính luôn. Nhìn xanh ghê. Khu này là khu nhà giàu rồi. Khu dữ không à. Khu này phải coi góc rộng. Coi góc rộng chưa? Rồi, coi góc hẹp không có nhìn được cái nóc nhà người ta. Mà số bồ quá rồi. Cây mai người ta gào. Anh chỉ xin lỗi anh. Đúng rồi, để thôi, khác nó tẩu rồi sao. Có giá trị á. Nhà hàng mé này mát quá ha. Mát rồi luôn á. Thích ghê. Mà đâu bằng ở hôn quê mà. Đúng rồi. Này không có giường, không có đất trồng này nữa. Này muốn nuôi thêm ra cá và trồng thêm rau thì mới có. Ở đây người ta có nuôi gà được á. Ui, gà thả rông mà. Đó, này đi thẳng tới phía trước ha. Là gặp một cái ngã ba. Bên phải là mình giao quốc lộ 57. Ủa? Ra đường không? Ra đường luôn chứ. Nè đi luôn nè. Đi vòng vòng lại. Hôm nay mình sẽ làm cho chi tiết khu Minh Linh luôn. Cho mọi người biết đến khu Minh Linh phường 5 ở quê hương Vĩnh Long mình. Cười với con bò. Con bò. Con bò kìa bé bé. Con bò. Con bò nó nhảy nhảy. Con dạ béo. Con gì đó béo. Gió quá, gió quá. Gió quá, từ lại thôi. Đừng gấp, đừng gấp. Anh đang đổ nón đỏ đi em ơi. Lưỡi vô, lưỡi vô. Thấy gì đổ nón đỏ, đổ qua đi luôn á chà. Bình Định, Bình Nam là đất còn trống rất là nhiều. Đúng rồi. Xậy rồi không ông nội ơi. Đó, đất phía trước mình... cái tòa nhà là nó đỏ, xa xa trên kia là công an cho vợ em nói nãy đó là gia đình. Mình đi tới đây mình quay lại thôi. Đúng rồi, phía trước người ta đang đốt hồi quá. Ở đây có cái nhà cổ kìa. Đi hẳn ra xíu là mình đụng quốc lộ 57. Thì quốc lộ 57 là hướng về Bình Cao với về Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đó. Giờ trục chặt kỹ thuật rồi, giờ em quay qua lại thôi. Ở đây có nhiều nhà cổ quá ha. Tại vì chắc bị ấy á. Giải tỏa đúng không? Giải tỏa hay sao á. Nên người ta không có cất nhà mới á nè. Chú này chạy xe đạp nhanh hơn mình chạy xe Honda nữa đó. Chú khỏe lắm luôn á. Chân bắt đùi nữa, đùi nấy chắc nãy nãy nhiều người chạy xe đạp trong khu này ghê luôn á. Nhưng mà toàn mấy chú không mình thấy không? Mấy chú thường hay đạp cái dục á. Đó, xa xa đó. Nguyên cái khu đó là mới làm xong rồi kìa. Xài năng lượng mặt trời không trời. Lại có cái bình nước ở trên ấy không ha. Xài năng lượng mặt trời nữa. Cái bình đó không phải năng lượng đâu. Cái gì? Cái bình đó là xài nước nóng đó cưng. Cái bình, cái tấm năng lượng anh thấy hả? Không. Trời ơi, cái tấm năng lượng ở dưới á. Cái bình nó xài tấm năng lượng mặt trời. Nguyên cái dãy nó xài năng lượng mặt trời á. Sai rồi cưng. Phải không? Cái đó là những cái hành sắt để mặt trời chiếu vô để làm nước nóng như bên cầu 7 nhà mình đó. Là năng lượng chứ gì nữa. Đâu phải năng lượng chứ gì đó, đang cái đất năng lượng mặt trời đó. Thôi cả nhà phân lý cho mình đi chứ mình không làm. Cá nữa không? Rồi cá gì? 50.000 nó gì? Thôi 10.000 thôi. Rồi ở đây ta thấy gì trời? Cái chốt bảo vệ à? Chốt bảo vệ quá. À cái này là cái ngân hàng ở cái chỗ ta mua bán nông sản gì nè. À, đúng rồi đúng rồi. Rồi cho ta số đỏ giá từ 650. Ôi trời. Đi trong này đi ha. Ôi đẹp quá. Ở đây người ta mới đầu đi cắm nè. Mới đầu người ta trồng cây, người ta nguyên thêm chim nữa nè. Thêm chim. Đó chim nó kêu quét quét đó. Rồi chắc nhà đây cũng hình như là chưa có người sở hữu nhiều ấy vậy nè. Đóng cửa nha. Hình như là mình có muốn mua đến đây luôn. Đó,
cho thuê mặt bằng luôn kìa, để số điện thoại liên lạc luôn kìa. Có nhà này gì? Có sở hữu rồi. Đúng rồi. Nhà nào mà kéo cửa sắt xuống là sở hữu hay gì rồi đó ta. À không, nhà nào gắn máy lạnh là sở hữu hay gì đó. Ừ, đây chơi máy lạnh LG không ha. Bán nền gì đó. Bán cặp nền là gì? Che bôi chỉ cặp rồi. Bán một cặp không mà mua nổi, bán đơn rồi. Ôi, phía trước có nguyên một xe dưa hấu luôn. Wow. Ở đây có bán dưa hấu hả ta? Bên này là cái khu khu này sửa chữa lại. Ừ, đúng rồi. Khu này đợt đó cũng bỏ qua thời gian lâu nè. Nhưng mà trong này có nhiều môi giới bất động sản lắm nha. Cò đất á. Chắc vậy á. Nè, công ty là môi giới nè, công ty bầu giặt hè nè. Làm cái nóc bất thường á. Ừ. Sửa tùm lum kiểu cho mà. Hồi trước đó là nó một có kiểu một kiểu nè, giống như ở bên này. Ừ, ở bên mấy căn ngày cuối nè. Đây nè đó, có một kiểu như đó. Đây, mấy căn này hiện tại là còn đang bỏ qua. Ghê quá. Hơi ghê chút ha. Ghê không? Ghê. Này công ty của người ta nhưng mà chắc người ta cũng đi lâu rồi, tôi đi rồi. Làm ăn cũng được mà. Quẹt lại ha. Đâu quẹt. Đi thẳng ra. Ở chỗ đó là cũng Minh Linh luôn hả? Đúng rồi, cái này nói chung quý cái khu này là Minh Linh khá là rộng đó, đại gia đình. Đi ra được 4 ngã đó. Đi thẳng đây là một đi xíu nữa là không? Đúng rồi. Bây giờ đổi ra thành công ty hát cũng là đường 14 tháng 9 luôn. Này nhà của người ta hồi xưa ta mới cất luôn. Okay. Này mới cất luôn ha. Rộng chút coi. Rộng đều. Ồ, nhà sơn đẹp thế. Mát dữ mát à. Mát ghê luôn trời. Dịu mắt ghê ha. Cái này thấy vui vui hơn nè. Đồng nghiệp hơn. Nắng quán á. Trời ơi, mấy cái nhà cao quá, ngước cái đầu lên nhìn muốn gãy cổ luôn á. Được chị. Nhưng nhìn đẹp quá trời. Được đó. Nhà của này xôm á, nhà cửa rất là nhiều ha. Ồ, có quán cà phê Mang Dìa nữa kìa. Quán cà phê Mang Dìa nữa hả? Đâu, 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 đóng cửa luôn rồi. Mang Dìa mà anh. Mang Dìa. Anh kiếm con rồi nó ra nó đưa anh rồi Mang Dìa thôi. Gì hả? Chào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi giờ tới đây bắt đầu là hơi quắn rồi nè. Có cái chùa trong đây hay gì ta? Đúng rồi. Ôi, văn nghệ kết hoa đẹp quá. Ồ. Xa ở dưới đó là mình thấy được cái trung tâm Hành Hương Đình Khao. Ôi, cái nhà bằng gạch luôn á. Đẹp quá đi. Giống như cho mọi người xem với. Wow. Đẹp giống bên Trung Quốc quá. Ôi, mình đi qua đó được luôn á. Đi 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 đi, đẹp quá ha. Không biết của đại gia nào đây, chắc nguyên cái khu này luôn nè. À, mình giống được đó, giống được, ống cống rồi nó trắng rồi. Ồ, giống như cái nhà gốm tôi bui vậy ha. Cái này là cái nhà gốm á. Bò có đi nè. Đi mà được nó bò đây, đi cũng ngon lắm á. Dữ mệt lắm không nội. Dữ mệt nhưng mà tiền trong tay là sống hay phay á. Đây phía trước này là đi hẳn là mình ra cái con đường 14 tháng 9 nè. Ở cái tòa nhà cao cao đó là công ty xưa là gạo, bây giờ là làm thép rồi. Mà cái đường này rất là bất cập luôn, lỗ gà nhiều lắm. Ừ. Thôi quay lại thôi. Quay lại. Bò đây quá trời nhiều luôn á. Trên chục con. Tại vì cỏ nè. Đâu cần tốn tiền. Rồi. Quá nhiều loại giấy luôn. Ý trời đất ơi, té đi ơi. Quậy quá đi ơi. Wow.
Ý à, chết. Đừng ngồi đấy, ngồi xuống mà ngồi đi mà. Ê, đừng quay. Làm chủ luôn. Làm chủ luôn, cho làm chủ luôn á. Đây nhà cửa cũng hơ hơ quá. Ừ. Có khu nãy bên kia sơm sơm á. Đúng rồi, khu đó nhà giống khác. Giải kia à. Giờ giải kia nó cũng sơm không? Ờ. Khu nãy mới đi vô á. Ê, đua xe đạp kìa anh em. Đâu? Ở trước kìa. À, tập luyện mới. Coi. Wow. Đua xe đạp kìa, béo. Đua xe đạp kìa. Wow, vận tốc 80 cây chuối trên giờ luôn. Oh. Wow, rất là lẹ luôn. Mấy chú không á. Mấy chú trung niên không mà mấy chú chạy xe hơi quá. Con chó rồi đi. Đây có đường hẻm đi ra cầu ấy được nè. Cầu gì? Cầu cái sân bé. Vậy hả? Wow. Đi làm quậy thế. Mà đàng hoàng đi, chó cắn sức của quý bây giờ. Không phải đâu. Tao nói như vậy là bậy vô. Ừ, cho chương. Đừng quậy cho chương. Nè, xuống mạng ngồi đi cho quay cho mẹ. Đây, cho im. Rồi. Kìa bên ngoài là câu lạc bộ sinh đôi. Quá cũ rồi. Đúng rồi. Kéo cứ gào lên mở hè. Ở đây làm đường ngộ ra, làm con lươn ngay chỗ này. Xin tới cái con lươn của mình đây. Đường này không biết phân chia làm sao luôn. Và nhìn qua những nhà đẹp ha. Phía trước này có chút bảo vệ rồi luôn ha, giữ ha. Đó, chưa bảo vệ đó. Đấy cái khăn này ha. Sực. Ồ, ở đây ta trồng bông hoa rồi giữ ta. Nghe dạo. Đang đi ra lại cái đường 14/9 lại nè. Nãy mình chưa xem bên đây. Trời, đi bọc bọc ấy không biết ngồi đi đường nào luôn. Vậy hả? Ồ, quay giấy đồ đẹp ghê chưa. Nhà này cũng mới có cái gì đẹp quá nè. Nắng quá. Rồi, tới đất trống không? Rồi, cái này là ruộng gì? Đồng không ruộng trống. Dạ, đồng không nhà trống hả? Ờ, trong đây có nhà trọ nữa nè. Ôi, xa có một con diều cá mập kìa. Trời đã mùi diều rồi. Ủa, đuôi xe đạp quá, đây tới bên kia kìa. Mấy chú chạy lẻ ghê trời. Trước này người ta làm cái gì cái cổng không thấy cái nhà đó hết trơn trời. Ta chuẩn bị làm trước á, cái nhà ừ. Ủa ngộ hả? Làm cái hàng gà trước xung quanh trước cái nhà chưa thấy xây biết vậy cho biết có chủ rồi ha. Rồi mấy chú đua xe đạp mình lại rồi.
hả? Ừ. Đó, cái này còn trống nhiều quá. Rồi ruộng vườn nở đi. Bên trong này người ta trồng dừa với cỏ cho bò ăn cái gì nè. Xanh miên miết luôn á. Này cỏ chứ không phải lúa đâu. Xanh gì? Miên miết. Xanh miên miết luôn. Ê sao? Chưa, quanh vô cái bệnh viện cái coi. Bệnh viện gì đó? Trong đây có cái bệnh viện nè. À, bệnh viện của mình đó. Đúng rồi, trạm y tế. Trạm y tế phường 5 nằm trong đây, trong khu Minh Linh nha mọi người. Quậy quá hả, đợi xíu đi. Đi quay cho cái chi tiết luôn chứ. Là ban chỉ huy quân sự phường 5 nằm đây ha. Phía trước này là chính nè, ủy ban nhân dân. Ê, phía trước này là trạm y tế phường 5. Dài dưới đây bà con trồng vườn. Trước có đi thu hoạch dưa hấu trên đây là nhà của ông bạn nó trồng á. Buổi chiều bà con ở đây chơi đá bóng rồi ha. Phía trước là chùa Siêu Lý. Mình sắp ra tới cái chỗ này mình bắt đầu rồi. Chùa Siêu Lý này thiết kế giống như bên mấy người Khmer ha, Ấn Độ rồi đó. Kiến trúc của bên trong cái gì đó. Rồi phía trước đó là đường 14 tháng 9 thì đó là gia đình nhỏ tụi em đã đi quay xong giới thiệu với cái nhà khu đô thị mới Minh Linh tại phường 5 phố Vĩnh Long. Thì cũng chân thành cảm ơn đại gia đình đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin kính chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.